Cái này về vô chậu lên em chơi nha. Đón sưng Tết năm 2021 nha. Cây nhìn ở ngoài anh em giờ nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trong hình nha nè. Trong hình chỉ có 7 thôi, ở ngoài nó tới 10 lần. Dạ xin mến chào cô chú anh chị em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Và lời nói đầu tiên em xin chúc cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Và hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2020. Em có về một cây mai sù thành phẩm khá là đẹp. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào em ơi. Dạ em xin quay sơ sơ cho anh em xem cái tổng thể cây cây mai sù nha anh em. Cây thành phẩm. Chị mới vô dây hôm qua. Định hình cho nó rất là đẹp nha anh em. Quay anh em xem một vòng em ơi, rồi cho anh em chị em tham khảo. Cây này chi rất là to nha cô chú anh chị em. Chi này chủ vườn nuôi 4 năm rồi. Cây này định hình chi đâu đó đàng hoàng hết trơn anh em. Sù lên sù khoảng 40-50% nha anh em. Em dòm nha. Cây này bao anh em không sẹo không dít nha. Khá là đẹp. Thân lắc gió ngọn lên tới ngọn nha anh em, tới đỉnh luôn anh em nhìn nha. Chi là đặt kẹo luôn này, để cái máy vô khó quay quá. Đây sù hết trơn nha anh em, mấy cái này là sù hết trơn rồi anh em xem nha. Sù nách hết trơn rồi, mấy cái gốc cành này sù hết trơn nha anh em. Đây thân gió ngọn lên tới đỉnh luôn anh em nhìn nha. Quay đi em, quay đi. Em quay vậy đây. Tổng thể chiều cao em đo là chiều cao là 1m8 nha anh em. Tán ngang là 2m. Tàn đặt kẹo luôn. Cái này về vô chậu lên em chơi nha. Đón sưng Tết năm 2021 nha. Cây nhìn ở ngoài anh em giờ nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trong hình nha anh em. Trong hình chỉ có 7 thôi, ở ngoài nó tới 10 lần. Và cây này chủ vườn báo là bông đẹp nha anh em. Bông từ 5, 7, 9 cánh nha anh em. Nụ rất là nhiều. Bao anh em bông đẹp. Cái này về vô chậu là đón sưng luôn nha anh em. Cốt chi anh em dòm nè. Đế là bao anh em đế nha. Đế 48 giờ lên anh em dòm nha. Cây khá là đẹp nha anh em. Đế nào nấy bự lắm nha anh em. Anh em dòm nè. Đây tay em nè. Anh em so sánh nha. Sù cây sù này không bóp đế nha anh em. Hai bên dây đế nở nè. Đó anh em dòm nha. Mặt nào cũng có đế nha anh em. Bao anh em luôn. Anh em dòm nha. Quay bộ đế cho anh em coi. Đế nào cái nấy chà bá nha anh em. Dây đế nè. Nó chạc ra rất là đẹp nha anh em. Em quay chi tiết cho anh em rất là kỹ, anh em tham khảo nha. Chi anh em dòm nè, chi là muốn bận vào cái luôn nha anh em, bự hơn ta cái em luôn nè, anh em dòm nè. Đó. Đó, dài lên trên nè, quay từ từ, để. Nè anh em dòm nha. Bự hơn ta cái em rất là nhiều nha anh em. Chi đời sữa quay nhạo luôn nha anh em dòm nè, nhạo đẹp lắm nha anh em. Thân lắc hơi nhẹ nha anh em, lắc nhẹ rất là đẹp nha, rất là duyên. Rồi quay đi em, quay đi. Em đứng cách cái cây khoảng gần 4 mét cho anh em mới lấy hết cái tổng thể của nó nha. Anh em dòm nha. Rồi tiến hành đo vạnh thông số cho anh em tham khảo luôn nha.
hoành chuẩn 60 nha anh em. 60. Em đo cái đường kính bầu như em. Đường kính bầu 90 nha anh em. Cái này anh em vô chậu lọt lòng 1m2, 1m3 nha anh em. Em đo tổng rồi đế thử nhiêu em, hào hào đi, cho anh em tham khảo đi. Rồi. Nồi đế khoảng 220, 230 nha anh em. Đây anh em dòm nha. Đó, anh em dòm nha, cái nồi tổng nồi đế nha. Đây rất là đẹp, em quay vòng cho anh em xem nha. Em đo thử phần dứt cái đây nhiêu em. Đo đây hơi bự tí nha anh em, để hồi em đo trên đây cho anh em xem luôn nha. Hoành chuẩn 61 tính 60. Đây, đo chân cổ đế là hoành 64 nha anh em. Trên đây là bự hơn nha, em đo trên đây cho anh em tham khảo luôn đi em. Cách trên đó khoảng 15 cm nha anh em. Hoành 62 nha anh em. Đây cây nâng cây nha anh em, đo chỗ nào bao anh em luôn, hoành 60 luôn. Cây rất là nâng cây. Rồi quay cho anh em tham khảo một vòng nữa đi rồi báo giá luôn anh em ơi. Cái này mà vô chậu rồi nó ra tàn lá đầy đủ, lông lá đầy đủ là cây đặc tàn luôn nha anh em. Hiện giờ để máy quay vô thì khó quay lắm nha anh em. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng cây này anh em ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ số điện thoại của em là 0919 755 533. Em tên Úc. Địa chỉ tàu lạc của em là tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cây rất là đẹp nha anh em. Bao anh em được quay cây rất là đẹp. Xù khoảng 40-50% nha anh em. Cái này không có để máy quay sát vô quay cho anh em cận cảnh được, em chỉ quay như vậy thôi. Nó vậy anh em thấy rõ rồi. Cây là bao anh em là không bọng, không thẹo nha anh em. Cây sạch sẽ. Mấy cốt cành đó là hai ba chi nữa nó kéo bít luôn nha anh em. Sụ nó mau kéo sẹo lắm. Quay đi em. Dạ cây sù thành phẩm này em xin mãn phép giao lưu với anh em. Giá 90 triệu, em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Anh em nào có thiện chí thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0919 755 533. Địa chỉ tàu lạc của em là tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Em tên Út nha. Bao anh em là cây ở ngoài rất là đẹp. Đẹp hơn trong hình nha anh em. Rồi cuối clip em cũng xin chúc anh em xem clip được vui vẻ nha và tràn đầy hạnh phúc. Dạ em xin cảm ơn anh em đã xem clip của em rất nhiều. Dạ em xin chào nha.